Đại diện của Hoàng Anh Gia Lai đã từ chối xác nhận việc ông Trần Tiến Đại sẽ trở thành giám đốc kỹ thuật đội bóng. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết điều này sẽ xảy ra sau thỏa thuận giữa Bầu Đức và Ngân hàng Liên Việt Postbank, LPB. Sau 20 năm, đội bóng phố núi đã phải đổi tên thành LP Bank HTGL sau khi được cấp phép ngoại lệ từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF. Cú hợp tác giữa Hoàng Anh Gia Lai và ngân hàng này đã tạo hiệu ứng tích cực, đẩy giá cổ phiếu công ty, mã HAG, từ trên 8.000 đồng, cổ phiếu lên đến một mạch có lúc vượt 12.000 đồng, cổ phiếu. Đồng thời, Hoàng Anh Gia Lai công bố kế hoạch chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mệnh giá 10.000 đồng, cổ phiếu, dự kiến thu về 1.300 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu và cơ cấu các khoản nợ công ty con. Theo tài liệu công bố, một trong ba nhà đầu tư lớn trong nước mua số cổ phiếu trên chính là công ty cổ phần chứng khoán LP Bank, LPBS. Không ai có thể biết rõ đây có phải là kết thúc của cuộc chơi giữa Hoàng Anh Gia Lai và ông bầu Nguyễn Đức Thụy hay không, nhưng điều chắc chắn, ở đâu có bầu Thụy thì thường có ông Trần Tiến Đại. Và ở đâu có ông Đại, giới bóng đá quen gọi là cò Đại do nghề môi giới cầu thủ, thì ở đó luôn có những bản hợp đồng bom tấn. Ông Đại từng nắm cả vị trí giám đốc điều hành và huấn luyện viên trưởng ở những đội bóng như Sài Gòn Xuân Thành, Ninh Bình và gần đây là câu lạc bộ Công an Hà Nội Ninh Bình. Khi ông Đại từng được ví như một trạm trung chuyển, cầu thủ ở V-League với hàng loạt hợp đồng khủng, trong đó có tiền đạo Việt Thắng và trung vệ Vũ Như Thành cùng nhiều cầu thủ ngoại binh khác. Sau khi Ninh Bình vướng vào vụ án bán đậu ở AFC Cup và dẫn tới giải thể đội bóng, ông Đại nghỉ việc rồi chuyển tới Sài Gòn Xuân Thành. Sài Gòn Xuân Thành trước đây là đội VNV Hà Nội, được bầu Thụy mua lại suất chơi ở hạng nhất.